Lâu lắm rồi mới xuất hiện trên cái khung này. Ôi em mẹ đi, xin chào mừng các bạn đã đến với Tự Biên. Ủa, tự nguyện. Tự Biên. Tự Diễn. Một công thức hóa học hữu cơ. C2H5OH. Nó có chắc là hóa học hữu cơ không? À nó là rượu mà đúng không? Ừ. Phải thần côn cái nằm ngang. Một cái vật bất ly thân của em đi. Cái ba lô. Mà ba lô mày dài hơn xíu, chẳng hạn như ba lô Nike 300k của em ấy, cho nó Bali Kaden 500.000. Ba lô Bali Kaden. Ba lô cộng Bali là Bali. À Bali Kaden. Cho anh một tên brand bất kỳ. Brand nào mà nó không có ở Việt Nam á, mình để lỡ mà sao không biết được. Kingsman. Cho anh tên một nguyên liệu vật phẩm ở trong game. Sách chiêu hồn. Má làm tôi nhớ tới cái TikTok mà cô ở đây có bán sách chiêu hồn. Một câu trending gần đây đi. Doremi Nobita Suka. Là bài nguyên bài đó luôn đúng không? Tao không có rành cái đó nhưng mà ok, mày nhớ thì ok. Nobita Suka. Cụm từ thể hiện sự xấu xa. Hãm l*** là người xấu xa không? Tùy mày định nghĩa chữ hãm l*** xấu xa thì tao ghi nó vô là hãm l***. Một phụ kiện thể thao. Băng quấn gối. Rồi một việc khiến bạn rên lên vì sung sướng. Có lương. Ok. Hết nợ. Câu nói mà chỉ có thể nói được với chó, còn nói với người thì không được. Lại chỗ này tè nè. Ok. Hành động đầu tiên khi người khác phát hiện bạn đang cắm sừng họ. Chửi. Hành động đầu tiên của người khác đó nha. Ừ, chửi. Chửi. Một phương tiện giao thông. Xe đẩy. Xe đẩy nào vậy? Chưa nhé. Mấy người khuyết tật bao nhiêu số? Trời ơi. Dạy. Xe đẩy ba bánh nha. Cho nó chi tiết. Cách mà em hay gọi thằng bạn của em sau nhiều năm không gặp. Ê chó. Quá là bình thường luôn. Một hành động mà em nghĩ nó vừa mang rợ mà nó vừa buồn cười. Thụ đít. Ừ, hợp lý. Thụ đít. Một cái thứ mà quan trọng nhất với đời sinh viên. Em nghĩ là đời gói. Sinh viên. Ok, mì gói. Hành động mà khi em ở một mình em hay làm. Chơi với chế. Chơi với chó. Chơi chó. Rồi, một từ tiếng Anh dài thòn lòn mà em biết. Mình sẽ bạn một từ chữ có 10 chữ T. Tent. Cái lèo á. Dài mà. Dài thòn lòn mà. Tent. Dài thòn lòn nhất mà mày biết luôn á. Một từ. Abolojai. Abolo chai. Tên một chủng tộc, một cái nhóm người, một cái tên gọi của cái nhóm nào đó ở dưới đáy xã hội. Nói cho tao nghe. Chậm chó. Lũ chậm chó là dưới đáy xã hội đúng không? À, một sự vật không có thật. Mình vẫn tin UFO đấy quá thật. UFO. Một câu cây dao tục ngữ. Những điều phụ lấy giá gương. Người trong một nước. Hãy thương vô cùng. Rồi, cho anh một cái động từ bất kỳ. Quay. Quay. Gọi là wait, nghe là quay. Quay. Không, khoan. Khoan. Khoan hay khoan. Là khoan? Khoan hả? Khoan. Vậy là khoan. Ừ, khoan. Khoan. Khoan hay khoan? Khoan. Khoan. Một câu chúc Tết. Ô như nước sông Đà, thiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Đó, một câu luôn đó. Đà. Dài chết mẹ. Ok, và mình cũng đã tổng hợp xong 21 keyword cho Tự Biên Tự Diễn lần này. Và chúng ta sẽ tới tiến hành sẽ đáp bối cảnh. Này, dây đi. Ha ha. Cuối cùng thì chúng ta cũng khoan thành công cái Do Re Mi Nobita Suka. Ma chèn thì giàu, ma xe cô thì nghèo. Không có thuốc sao mà hát bạn ơi. Chắc chắn cái buổi tiệc hôm nay của chúng ta sẽ rất là tiền vô như nước sông Đà mà tiền ra nhỏ giọt như là cà phê phin. Ông nói cái nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương gì. Tôi không hiểu hết vậy. Nhưng mà ông thả tôi ra đi chứ, tự nhiên chúng ta cùng hòa hả?
Đây là ngôn ngữ của người UFO bọn tao. Và chúng ta không có cùng một loài. Mày là Kinsman, tụi tao là UFO. Mày là Kinsman, còn tụi tao là UFO. Mày là chôm chó. Ủa khoan, sao những cái chôm chó ở đây vậy? Cầm cái mồm mày lại. Chuẩn bị nghi thức hiến tế cho thần Apollo trai. Sao nó vô dần quá, nó vô dần quá. Cười, cười tới cái rung, cười làm cái gì? Chuẩn bị hiến tế. Chờ đã, người tù trưởng. Hẳn luôn. Chúng ta có thể nói chuyện và chửi cùng nhau được mà. À, chửi à, được. Nói ta nghe tên nào. Ở đất liền một tổ chức là băng quấn gối đang chờ tôi, nếu tôi được thả về. Ok. Tôi sẽ gửi lại cho ông Balikaden 500 ngàn. Xem như là quà cảm ơn. Bọn tao cần gì cái Balikaden 500 ngàn của mày? Ở đây Balikaden chỉ dùng để chơi với chó thôi. À, ở chỗ tụi tôi hả? Để chơi với chó thì phải dùng cái xe đẩy ba bánh. Thế quái nào một cái vật linh thiêng như là cái xe đẩy ba bánh mà lại để chơi với chó, trong khi mà bọn tao phải dành dụng cả hàng năm có lương mới vậy chứ? Tụi đâu biết, nó được làm từ xe 2H5OH và sách chiêu hồn để được cái việc chơi với chó đó. Tao không có nhiều lời với mày nữa, bắt đầu nghe lời Apollo chơi. Ê đi cho đâu, tiên anh đi. Ê đi cho, ê đi cho, ê đi cho. Ê đi cho, đi cho, lại cho đi tè ra. Ê đi cho, ê đi cho. Im mồm. Ủa, vậy là lại chỗ này tè nè. Mày tin là tao thục địch mày ngay tại chỗ này không? Ê đi cho, chuẩn bị đi. Khoan khoan, cứu cái, khoan khoan, cứu cái mì gói của tôi với. Ai đã cứu tôi với? Kéo nó dậy cho tao thục địch nó. Kéo nó dậy. Lê cho mày đi, mình đi lên. Đưa cái đít mì ra đây. Đưa cái đít mì ra đây. Cứu tôi với. Ok. Và đó chính là tự biên tự diễn số đầu tiên mùa thứ ba của Người Trong Văn Phòng. Nếu các bạn cảm thấy hay và muốn ai muốn ai tôi biết tên bạn thì hay thì hãy comment bên dưới. Cảm ơn các bạn. Nhớ like, share, cho em đi cho.